Xin chào các khán giả của Em Việt Nam. Người ta có câu, tình yêu là gia vị không thể thiếu trong cuộc sống. Cũng giống như muối tôm, muối tiêu, muối ớt, muối hào hảo, sa tế tôm là gia vị không thể thiếu cho ẩm thực Việt Nam. Các bạn thấy em nói thế có chuẩn không ạ? À thì, cái vế sau là em chế ra thêm đấy. Nhưng sự thật không thể phủ nhận được là các loại gia vị của Việt Nam mình hết sức phong phú và mỗi loại đều có nét đặc trưng riêng, tô màu điểm sắc cho bức tranh ẩm thực Việt. Mấy năm nay, nhiều loại gia vị của Việt Nam đã bay sang tận nước ngoài, nhưng không chỉ phục vụ cho nhu cầu của kiều bào đâu nhé. Một số gia vị Việt còn gây sốt ở Nhật và trở thành thứ được các chị em nội trợ ở xứ sở hoa anh đào săn lùng ráo riết để tích trữ trong căn bếp nhà mình nữa cơ. Các bạn có tò mò muốn biết đó là những loại gia vị thần thánh nào không? Chúng ta cùng tìm hiểu ngay và luôn thôi nhỉ. Loại gia vị Việt ngon nhất đang được người Nhật săn lùng trước tiên phải kể đến sa tế tôm. Chắc các bạn đều đã biết, cách đây không lâu, chương trình truyền hình Nhật Sandwich Man Asida Manano Hakase-chan đã lăng xê sa tế tôm của Việt Nam. Tên phiên âm tiếng Nhật là sa tế mô mự, như một loại gia vị hoàn hảo để ăn kèm với cơm trộn trứng sống, món ăn truyền thống quen thuộc của người Nhật. Cách kết hợp nghe có vẻ kỳ lạ đối với người Việt, nhưng với người Nhật thì sự sáng tạo này lại vô cùng amazing good job đấy. Những người quay chương trình đã trực tiếp ăn thử và cảm nhận của họ là tôi không thể ngừng ăn được, quá ngon, tôi thực sự thích hương vị này. Ngay cả ông chủ quán cơm trộn trứng sống cũng nức nở khen ngợi vị ngon của sa tế tôm sau khi được ăn thử. Ông cho rằng vị của nó khác hoàn toàn với vị khi ăn cùng xì dầu, thật sự rất ngon. Bên cạnh đó, người Nhật có nêm sa tế kết hợp cùng với rất nhiều món ăn khác nên sa tế tôm của Việt Nam được họ gọi là gia vị đa năng. Trong một bài viết của blogger nổi tiếng Maki Hashizume có miêu tả chi tiết hơn nữa về sản phẩm sa tế tôm mà cô đã mua được trong chuyến du lịch tới Việt Nam. Đồng thời, cô ấy cũng gợi ý các cách sử dụng sa tế tôm rất thú vị mà không nhiều người Việt biết đến. Gia vị Việt Nam là loại gia vị ngon nhất trong cuộc đời tôi, ngon tới mức nguy hiểm. Trong chuyến du lịch tới Việt Nam, tôi đã thử mua các nguyên liệu và gia vị địa phương. Sẽ thật tuyệt nếu bạn trở về Nhật Bản mà vẫn có thể ăn được các món ở địa phương du lịch, phải không? Đó là lý do tại sao tôi mua rất nhiều thứ. Gây nghiện nhất trong số đó là gia vị Việt Nam, sa tế tôm. Món này thực sự quá tuyệt vời. Hơn nữa, sự phổ biến của nó ở Nhật Bản đang tăng vọt. Lúc đầu, mình thấy các lọ sa tế được xếp chung trên kệ của một siêu thị ở Việt Nam. Nhìn có vẻ là mình sẽ thích nó. Chữ tôm chắc chắn là tôm rồi. Vì vậy tôi chắc chắn rằng đó là gia vị cay với tôm. Tôi băn khoăn, một lọ hay là hai nhỉ? Thì chồng tôi nói, cái này chỉ khoảng 60 yên, vậy tại sao không mua hết tất cả cùng lúc? Thế là tôi đã mua tổng cộng 6 lọ. Chà, bạn có thể tặng nó như quà lưu niệm cho những người bạn thích ăn cay. Về Nhật, tôi đã nấu ngay phở ăn liền Việt Nam tại nhà và nêm thử với sa tế tôm. Sau đó, chồng tôi thốt lên, cái gì đây, nó thực sự ngon. Khi tôi ăn thử nó rất cay và vị của tôm được cô đọng đậm đà. Và tôi cảm thấy trong đó cũng có vị ngọt. Nếu bạn cho món này vào phở, ôi, siêu tôm, hương vị châu Á. Chỉ cần thêm một thìa gia vị này và nó sẽ ngay lập tức mang đến cho bạn một hương vị dân tộc tuyệt vời của châu Á. Nhân tiện, nguyên liệu của sa tế tôm là dầu, tôm, tỏi, sả. Đây là một phản ứng đáng kinh ngạc. Thành thật mà nói, tôi đã rất ngạc nhiên về độ ngon của nó. Có lẽ đây là gia vị ngon nhất trong cuộc đời tôi. Không, sa tế tôm ngon quá nên tôi không thể nêm nó làm quà kỷ niệm được. Tôi có thể không mua được nó cho đến lần sau, khi tôi đến Việt Nam. Vì vậy, tôi đã cố săn lùng thứ này ở Nhật. Nó không được bán ở Nhật Bản sao? Nếu bạn tìm thông tin về nó, sa tế tôm là một món đồ hot trong bảng tìm kiếm của những người yêu thích mua hàng ở Candy. Mọi người truyền miệng nhau rằng, sa tế tôm quá ngon. Sa tế tôm là một loại gia vị kỳ diệu. Sa tế tôm, một loại gia vị đa năng có thể dùng cho bất cứ thứ gì. Đúng rồi, sa tế tôm. Thực tế, tôi đã ăn và so sánh sa tế tôm mua ở Việt Nam và sa tế tôm mua từ Candy Coffee Farm. Bên trong là dầu tôm, tỏi, sả gần giống nhau. Cá nhân tôi chắc chắn thích sa tế tôm mà tôi mua ở Việt Nam hơn. Vị tôm đậm đà và độ cay vừa phải. Nhưng tất nhiên, sa tế tôm của Candy cũng rất ngon. Tuy nhiên, đó là một loại gia vị có thể khá cay dù chỉ thêm một tia nhỏ vào món ăn. Nó phụ thuộc vào cách bạn sử dụng nó. Tuy nhiên, có vẻ như sa tế tôm đã không được nhập về Nhật Bản nhiều lắm. Và mặc dù tôi đã tìm thấy một chỗ bán trên mạng, nhưng 850 yên cho một lọ là giá cao quá nên tôi không mua nổi. 850 yên tương đương với 170.000 đồng. Loại thức ăn nào phù hợp với sa tế tôm?
Tôi đề xuất phở gà, mì xào nước sốt, mì spaghetti, lẩu shabu shabu, ăn cùng udon, mì ăn liền, pizza. Bạn cũng có thể kết hợp với sốt mayonnaise trộn salad. Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng nó như một điểm nhấn cho món cơm nấu trứng hoặc kết hợp nó với cơm chiên. Cá nhân tôi nghĩ mì là hợp nhất. Đó là lý do vì sao sa tế tôm đã trở thành một phần không thể thiếu trong nhà tôi. Nhưng hiện tại chỉ còn một lọ duy nhất. Ôi không, tôi sẽ đến Việt Nam nhưng không phải bây giờ. Vì vậy, tôi đành phải tìm đến sa tế tôm của Candy một thời gian vậy. Sa tế tôm thực sự hoàn hảo như một món quà lưu niệm nếu bạn sắp có chuyến du lịch tới Việt Nam. Tôi khuyên bạn nên mua số lượng lớn nếu bạn tìm thấy sa tế tôm. Tất nhiên, gia vị Việt làm mưa làm gió ở xứ mặt trời mọc không chỉ có sa tế tôm. Các loại muối gia vị của Việt Nam cũng rất được ưa chuộng ở Nhật. Ngoài muối tôm, muối ớt, muối Tây Ninh, thì muối hảo hảo cũng đốn tim người Nhật ngay từ lần đầu tiên nếm thử. Mới đây, một chàng trai có tài khoản THN hiện đang làm việc và sinh sống tại Nhật Bản đã chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh người Nhật thích thú khi lần đầu ăn bột canh hảo hảo của Việt Nam. Theo đó, anh chàng gọi hai người đồng nghiệp trong clip một cách thân thương là bố và xưng con. Thấy THN đang ăn bột canh, họ liền tò mò và tỏ ý muốn thử. Điều đáng chú ý là sau khi nếm, họ đã xin luôn gói gia vị của nhân vật chính và đứng ra một góc, vừa chấm mút vừa bày tỏ sự ngạc nhiên khen ngợi. Ngay khi đoạn clip trên xuất hiện trên mạng xã hội, đã thu hút đông đảo sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Đặc biệt, khi thấy THN dùng tay chấm bột canh và cho lên miệng, đồng nghiệp của anh cũng học theo và làm y chang, khiến người xem cảm thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười. Bên cạnh đó, không ít dân mạng bày tỏ niềm tự hào với món bột canh độc nhất vô nhị của nước ta. Đồng thời, họ cũng gợi ý anh chàng nên cho đồng nghiệp nếm thử những cách ăn độc đáo khác với gói gia vị này, chắc chắn sẽ làm họ nhớ mãi. Các bình luận nổi bật như: thêm combo mì tôm sống thì bạn cho chú ăn thử với hoa quả đi, tuyệt cú mèo luôn. Đặc sản Việt Nam mà lại, nhìn biểu cảm hai bác buồn cười quá. Có ít lá chanh nữa thì ngon bá cháy, chấm xoài xanh thì cứ phải gọi là tuyệt vời. Tuổi thơ của bao nhiêu con dân Việt Nam đấy, không đùa được đâu, đố tìm được ở đâu đặc sản như thế. Tại Việt Nam, những gói bột canh dạng nhỏ như trong clip thường lấy từ mì tôm. Món ăn này cũng gắn liền với tuổi thơ dữ dội của rất nhiều người. Là một điều là, ngoài pha cùng mì, các gói bột canh chua ngọt này dù chấm với bất kỳ thứ gì cũng có thể tạo nên sự kết hợp tuyệt hảo. Ăn với cốc non, xoài xanh, ổi, dứa hay thậm chí là thưởng thức với cơm trắng cũng sẽ cho cảm nhận tuyệt vời. Sức hút của một chấm hảo hảo đặc biệt tới mức nhiều khi cũng không biết là phần mì quan trọng hay phần gia vị mới quan trọng nữa. Có khi mua hảo hảo chỉ để lấy mỗi gói gia vị, còn coi mì là hàng được tặng kèm thôi. Năm ngoái, hàng triệu người Việt cũng chia sẻ niềm vui vỡ òa khi muối hảo hảo ra mắt phiên bản bán riêng đầy hấp dẫn. Vậy là mong ước bấy lâu của các fan muối chấm hảo hảo đã thực sự thành hiện thực rồi. Còn các bạn khán giả của Việt Nam có phải fan của loại muối chấm này không? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn về các loại gia vị thân thánh của Việt Nam nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi và tham gia thảo luận với Ad. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chủ đề tiếp theo.